Xin chào mọi người quay trở lại kênh của mình. Hôm nay của mình tô bức tranh của em bé đang ôm một cái hình trái tim ấy. Và mọi người cùng xem mình sẽ tô bức tranh như nào nha. Chị dùng con chi thích đóng chi háo hức từ hôm qua. Chị đã háo hức hôm nay về sớm đi date. Biết làm sao được không? Tóc tóc màu đen. Đâu lại thông báo riêng. Rồi tí chắc chắn đi nhắn nhé. Chị đi tối nay. Ok thôi. Sức chị không chịu được em ạ. À. Tao xong gắt mẹ đây rồi. Đi đón nhau. Từ giờ đến sinh nhật. Cho tôi vào đâu? Tao ngủ thôi, sắp ngủ ngã mẹ đây rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh như này rồi, và mọi người đã theo dõi video của mình, hy vọng mọi người xem video tiếp theo của mình nhé. Chưa được quay ngay cho 3 giờ là xong mất. Thì đúng là 3 giờ xong mà hả? Thường 3 ngày mình chưa tôi hoàn đâu. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh tôi trên của mình. Mọi người cùng mình hoàn thành bức tranh màu con cua đang bò như thế này. Mọi người chờ đón theo dõi mình sẽ có bức tranh này như thế nào nhé. Tôi lỡ xin xong quên hết người ta có 54 tuần gì. Cái gì? Khổ nặng đấy. Nghèo. Tưởng chê. Khoảng 3-4 bát. Rồi mình đã tô xong bức tranh một em bé như này. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.